Xin chào mọi người đã đến với buổi casting call của Aquafina Việt Nam International Fashion Week hè 2023 tại Asiana Plaza. Đồ của tất cả mọi nơi đang tụ họp lại đây để giành giật cơ hội chở có một tấm vé để diễn cho tuần lễ thời trang lớn nhất Việt Nam. Mình rất là mong muốn cả 4 vị giám khảo đều sẽ chọn mình, cho nên là mình đã chuẩn bị một tinh thần thật sự tự tin. Please watch the Vietnam International Fashion Week as this is the biggest fashion event of Vietnam. Xin chào tất cả các bạn, người mẫu đã đến với buổi casting của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Argentina, Việt Nam, International Fashion Week. Sự xuất hiện của giám khảo đầu tiên trong buổi casting ngày hôm nay, xin được giới thiệu siêu mẫu diễn viên Esther. Không ngờ là nó đông đến như vậy, cả khán phòng đều ngập tràn các bạn người mẫu mới luôn. Đây là một tín hiệu rất là mừng cho nền thời trang của Việt Nam. Chúc mừng em. Ban giám khảo có nói là mình hơi bị điệu, thì thật ra là từ nhỏ mình đã điệu rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng sẽ trở thành một hình ảnh mạnh mẽ hơn hoặc là một phát sành hơn. Hãy đón xem Việt Nam International Fashion Week vào tháng 7 sắp tới nhé.